Alo. Hello các bạn, hello các bạn. Alo. Các bạn có nghe cô nói không? Nghe rõ không? Alo các bạn có nghe rõ âm thanh không? Tuấn Anh nghe được chưa? Tuấn Anh vào chưa? Hello à, hello Venunu, em có nghe, em có nghe âm thanh chưa? Nghe ok chưa? Dạ rồi. Ok Tuấn Anh. Ok Tuấn Anh, nghe rồi đúng không? Nãy giờ nãy nghe, nãy không nghe giờ nghe rồi, đúng không? Rồi hello Mai Tuyết lại nè. Trời ơi, mấy đứa biết cô low tech rồi mấy đứa. Phải đợi cô mò xíu, cô lên Google cô cha nè. Nãy giờ mới được. Rồi. Ok, đợi hơi lâu không sao. Nghe được rồi là ok rồi. Rồi, mấy đứa đăng cái file đọc từ tình thái về chưa? Đã đọc qua chưa? Đọc hết lý thuyết chưa? Bạn nào đọc rồi, comment cô biết nè. Đọc hết lý thuyết chưa hay là mới nhận file thôi. Và tự nhiên không có thử nha cô ơi. Rồi ok, nhớ rồi. Em ra rồi, ok, đọc đọc trước bài chưa Tuấn Anh? Các bạn đã học trước bài chưa? Khá là dài ha. Rồi ok, mình sẽ học lý thuyết trước, được không? Rồi, in ra rồi mà chưa đọc ra, hay quá ha. Rồi ok. Rồi bắt đầu luôn nè các bạn. Mình có động từ tình thái ha. Động từ tình thái hay còn được gọi là động từ khiếm khuyết là một loại động từ như thế nào? Động từ đặc biệt ha, có chức năng, chỉ có một chức năng chính thôi, làm rõ cái tính chất của hành động diễn ra bởi động từ chính trong câu. Nó chỉ là bổ nghĩa thôi cho cái động từ chính cho câu thôi các bạn. Mình có những động từ tình thái như nào đây nè? Mình có will nè, would nè, can nè, could, may, might, shall, should và must. Rồi hình thức như nào? Mình có modal verb. Modal verb của mình chính là động từ tình thái các bạn. Nhớ nha, modal verb chính là động từ tình thái nha. Là những cái từ will, would, can, could như này nè. Nó cộng với gì đây? Bare infinity. Verb bare infinity nhé. Rồi ok. Tiếp nè, ví dụ mình có I can swim very well. Mình có động từ tình thái của mình là can đúng không các bạn? Can. Thì sau can nó sẽ là swim, verb bare infinity, verb nguyên mẫu ha. Rồi, may I go out. May là động từ tình thái của mình nè, các bạn thấy không? Thì sao? Go của mình phải là nguyên mẫu, đúng không? Tiếp nè, we shouldn't bring him to that party. Should là động từ tình thái đúng không? Thì sau should nó phải là verb bare infinity, nó sẽ là bring, không thêm gì hết nha, để yên nha. Rồi, nhớ nha, sau modal verb mình sẽ có verb bare infinity. Đó. Tiếp nè, ngoài ra còn có các cụm động từ có tính chất và ý nghĩa gần giống với động từ tình thái như là gì đây? Have to. Have got to. Had better. Ought to. Would rather. Would prefer. Cái này mình học cho cô nha. Đó, highlight lại, highlight vào trong cái tờ giấy của mình. Rồi. Ý là nó có tính chất và ý nghĩa gần giống thôi, ha? Gần giống thôi. Nè, she has to be there before 3 p.m. today. Nghĩa là sao? Nó làm rõ tính chất của hành động diễn ra bởi động từ chính. Thì động từ tình thái đấy, chức năng của nó là làm rõ tính chất, làm rõ tính chất của hành động. Đó. Và những cái từ này nó có tính chất và ý nghĩa là sao? Tính chất của nó là làm rõ ý nghĩa của động từ chính, nhưng mà nó kiểu nó gần giống từ tình thái ấy, hả? Và những cái từ này mới là động từ hình thái nè. Rồi, she has to be there before 3 p.m. today. Cô ấy phải ở ngay ở đây, ở đây vào lúc 3 giờ chiều hôm nay đúng không? Has to be là động từ tình thái ha. Has to be. Rồi. Have to. Tiếp nè, mình có cách dùng của các động từ tình thái.
nhất là để làm gì đây? Diễn tả một khả năng hoặc là một kỹ năng, ability, một kỹ năng, một khả năng, nhớ nha. Mình có động từ tình thái để diễn tả những cái khả năng, kỹ năng mình có: can, could hoặc là be able. Ví dụ là he can speak five language, anh ấy có khả năng nói 5 ngôn ngữ, đúng không? Khả năng mà, ability mà. Ví dụ là, hoặc là she could swim when she was only 6 years old. Cô ấy có thể bơi, đúng không? Nó là một kỹ năng. Cô ấy có thể bơi khi mà cô ấy chỉ mới 6 tuổi thôi. Hoặc là we will be able to swim very fast after this swimming course. Chúng tôi sẽ có thể, be able to là có thể làm gì? Bơi rất là nhanh sau cái khóa học bơi này. Rồi, chú ý, đọc lưu ý với cô nè. Không dùng can để diễn tả một khả năng hoặc một kỹ năng mà mình chưa có ở hiện tại nhưng sẽ có trong tương lai. Hiểu không? Can là ở hiện tại mình đã có rồi. Còn nếu mà muốn mình diễn tả một kỹ năng, một cái khả năng mà nó sẽ có trong tương lai, mình sẽ dùng gì đây? Dùng will be able to, là nó sẽ có khả năng xảy ra trong tương lai. Còn nếu mình bây giờ mình có thể nói 2 ngôn ngữ đi, tiếng Việt và tiếng Anh, thì mình nói như sao? Mình dùng can, đúng không? I can speak two languages. Hoặc là nếu trong tương lai đi, bạn có thể nói được, bạn muốn nói được 3 ngôn ngữ thì bạn đang học, đúng không? Bạn đang học 1 ngôn ngữ nữa, bạn muốn nói được 3 ngôn ngữ thì I will be able to speak 3 languages in the future, kiểu vậy. Đó, một cái ví dụ cụ thể là he will be able to speak Japanese very well after this course. Anh ấy sẽ có khả năng, các bạn, cái cụm này dịch là sẽ có khả năng nói được tiếng Nhật rất là tốt sau cái khóa học này. Hay là nó hiện tại nó không có kỹ năng, là nó không có biết tiếng Nhật, nhưng mà nó sẽ có trong tương lai ha, thì mình dùng will be able to. Còn nếu mà có hiện tại sao dùng can ha, thì can could be able to nói về một cái khả năng, một kỹ năng, được chưa? Tiếp mình có nè, diễn tả một khả năng xảy ra trong tương lai, future possibility. Y chang tên gọi nó luôn. Thì sao? Khả năng có thể xảy ra trong tương lai. Nhớ mình có may nè, might nè, can nè, could nè, hoặc là be likely to. Ở đây mình có could và might, đúng không? Diễn tả một sự việc ít chắc chắn hơn may và can. Nhớ nha. Đây mình có may nè, may và can nè. Thì sao? Loại nó ra, mình có might và could. Diễn tả một sự việc ít chắc chắn hơn, chỉ là mức độ nó nhẹ hơn may và can thôi. Và be likely to ha. Mình có nè, he may win the race, anh ấy có thể thắng được cái cuộc đua. Thì sao? Cái việc nó, sự việc nó, nếu mà dùng might, he might win the race, thì cái sự việc mà anh ấy có thể thắng cuộc đua này nó ít hơn là may ha. Dùng might thì nó ít hơn may, dùng dùng could thì nó ít hơn can, vậy thôi. She might not visit us tomorrow. Quái sẽ không có thể thăm chúng tôi vào ngày mai. Thì sao? Cái sự việc nó ít chắc chắn hơn ha, rất là ít chắc chắn, có thể thôi mà. Hoặc là I could leave here tomorrow, tôi có thể rời khỏi đây vào ngày mai. Rồi, dùng động từ will để diễn tả một khả năng hoặc sự kiện mà người nói cảm thấy chắc chắn xảy ra trong tương lai. Ở đây là có may, might, can, could. Thì sao? Một sự việc ít chắc chắn, đúng không? Ít chắc chắn, một sự việc ít chắc chắn. Còn đây dùng will diễn tả một cái gì đây? Một sự việc chắc chắn xảy ra trong tương lai. Nhớ nha. Mình có nè, she will leave tomorrow, she's ready now. Cô ấy sẽ rời khỏi đây vào ngày mai, cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. She's ready now, cô ấy đã sẵn sàng xong hết rồi. Thì sao? Cô ấy sẽ đi vào ngày mai chắc chắn không? Chắc chắn ha. Rồi, dùng will với các trạng từ như là maybe nè, probably hoặc là perhaps để diễn tả cái gì? Một khả năng, một sự kiện không chắc chắn sẽ xảy ra. Mình có nè, maybe she will move next summer. Có thể khi mình có will á, khi mình will nếu một mình thì sao? Nói là một sự việc xảy ra sẽ chắc chắn, đúng không? Còn khi mà will á, nó đi với như là maybe nè, probably, perhaps. Cái này nó kiểu nó vâng, kiểu nó 50-50 mấy đứa. Cô ấy có thể sẽ rời đi vào mùa hè năm sau. Cái này nó chỉ là một cái khả năng thôi, mà nó cũng không chắc chắn nó sẽ xảy ra nữa ha. Hoặc là they will probably ask you about this, họ có thể sẽ hỏi bạn về điều này. Là sao? Nó không chắc chắn lắm ha, hoặc nó có khả năng xảy ra thôi, nó chưa chắc nó sẽ xảy ra. Rồi, ok.
Chú ý nè, mình không dùng could not để diễn tả một khả năng hoặc một sự kiện có thể hoặc không xảy ra trong tương lai. Ví dụ mình có we may not nè, may not, might not, could not find a good solution to the pollution. Thì sao chúng ta sẽ không thể tìm ra được một cái giải pháp cho cái việc nguy hiểm này, cho cái việc ô nhiễm này ha? Thì sao cái diễn tả cái sự việc này sao nó không thể xảy ra trong tương lai? Không dùng để diễn tả nha, nhớ là không dùng nha. Thì sao nếu mình muốn diễn tả cái này mình phải dùng gì đây? Will, maybe, probably, perhaps. Đó. Rồi tiếp nè. Số 3. Khi muốn đưa ra một yêu cầu các bạn dùng gì đây? Mình có thể dùng động từ can, could, will hoặc would để yêu cầu người khác làm một việc gì đó. Được không? Đây là cái là dài các bạn. Rồi. Thì sao? Mình có could và would được dùng trong những tình huống trang trọng và lịch sự hơn. Trang trọng lịch sự nhé. Could và would. Like, can you close the door? Bạn có thể đóng cửa không? Hoặc là, will you send this package on your way home? Bạn có thể gửi cái món đồ này đi trên cái đơn đường bạn về không? Could you please help me with this exercise? Nhớ nha, mình có could nè. Câu này mình có could nè, sao? Tình huống nó phải trang trọng lịch sự hơn. Bạn có thể giúp tôi với cái bài tập này không? Rất là lịch sự ha. Hay là would. Would you look at my report? Mày có thể xem cái bài báo cáo này của tôi không? Thì sao? Mình có những cái câu tình huống trang trọng lịch sự và cái gì đây? Nó khá là formal ha. Còn nếu dùng can hay là can nè, hoặc là will nè, nó sẽ cái câu này sẽ informal hơn, nó sẽ không có trịnh trọng hơn. Ha, không được trịnh trọng bằng could hoặc là would. Rồi, chỉ được dùng can hoặc will để trả lời các yêu cầu này. Hoặc hay dùng cụm từ ok nè, sure nè, certainly nè, sorry nè. Đó. Like, can you close the door for me? Bạn có thể đóng cái cửa cho tôi không? Thì sao mình trả lời là ok cũng được. Hoặc là will you send this package on your way home? Yes, I will. Thì nó chỉ là cái cách để mình trả lời cái câu này thôi ha. Would you look at my report? Sorry, but I don't have enough time. Bạn có thể nhìn cái bài báo cáo tôi không? Xin lỗi. Thì cái câu would này nó phải trang trọng không các bạn? Thì nó phải trả lời một cách trang trọng kiểu tương tương ứng ha. Ví dụ sorry, xin lỗi, tôi không có lời hát enough time, xin lỗi mà tôi không có đủ thời gian. Thì nó hai cái vế nó phải đối xứng nhau, kiểu cái câu không trang trọng thì mình trả lời không trang trọng lắm, một cái câu trang trọng mình trả lời trang trọng ha. Cái này dùng trong cũng ít, nó là kiểu về văn nói hàng ngày thôi. Rồi, mình dùng dùng be required to để diễn tả một yêu cầu được đưa ra đối với ai. Nè, I was required to work overtime last week. Tôi được yêu cầu là sao? Được yêu cầu là phải làm việc ngoài giờ tuần trước. Hoặc là they are required to go to class on time. Bọn họ được yêu cầu để làm gì? Để đi đi học đúng giờ ha. Yêu cầu được đưa ra đối với ai? Nhớ câu nè, to be required to. Rồi, mình muốn đưa ra một lời đề nghị, một cái sự giúp đỡ, một cái offer, mình dùng những cái từ gì đây? Dùng những cái động từ tình thái gì? Mình có thể dùng can hoặc là shall I hoặc là can hoặc là shall we nè để đưa ra một lời đề nghị giúp đỡ người khác. Ví dụ mình có nè, can I help you? Tôi có thể giúp bạn không? Là shall we do it for you now? Là chúng tôi có thể làm cái việc đó cho bạn ngay bây giờ không? Để trả lời cái lời đề nghị này, mình có thể dùng cái cụm từ là ok, thanks, that would be very nice, hoặc là yes, please. Nó rất là lịch sự ha. Rồi, mình có là can I help you? Trả lời sao? Yes, please. Hoặc là shall we do it for you now? Hoặc là trả lời là that's okay, I can do it by myself. Nè, mình chú ý nè, mình có thể dùng would you like để đưa ra một lời đề nghị giúp đỡ. Ví dụ như là would you like me to help you? Bạn có muốn là bạn có cần sự giúp đỡ của tôi không? Hoặc là would you like us to clean the house for you? Bạn có cần sự giúp đỡ của chúng tôi để giúp bạn dọn nhà nó không? Hả? Nhớ nha. Nhớ là những cái lời đề nghị gì đây? Đề nghị giúp đỡ một ai đó, người giúp đỡ một cái làm một cái việc gì đó giùm một người khác ha. Đề nghị giúp đỡ người khác, đó.
Tiếp nè, đưa ra một cái lời xin phép, permission, sự cho phép. Dùng nè, dùng can, could, may I, we để đưa ra một lời xin phép. Mình có could và may được dùng những tình huống trang trọng và lịch sự. Could và may nhé, nhớ hai could và may dùng trong những trường hợp và trang trọng khi mình nói về một cái lời xin phép. Hoặc là can we go to the movie tonight, mom? Chúng ta có thể đi xem phim tối nay không mẹ? Hoặc là could thì sao nó không có trang trọng bằng bằng could ha? Can nó rất là kiểu nói rất là bình thường, kiểu văn nói rất là kiểu bạn bè nói chuyện nhau nè. Còn nếu mà nói với thầy cô thì sao? Nói với thầy cô những người cấp trên quan trọng hơn mà dùng could. Hoặc là could I use your computer for a moment? Tôi có thể dùng máy tính của bạn trong một phút này, trong một vài phút được không? Hoặc là may I leave early today? Thì sao? Tôi có thể về sớm hôm nay không? Dùng cho những cái người mà những cái tình huống trang trọng lịch sự hơn ha, dùng could và may. Rồi mình dùng can, may nè. Không dùng could nha. Hoặc các cụm từ như là sure, go ahead, certainly, I'm sorry, but để trả lời cái xin phép này. Thì sao? Cái này sẽ có một cái phần câu hỏi và phần trả lời. Ví dụ nào mình có Can we go to the movies tonight, mom? Rồi. Thì cái câu này nó có cái trịnh trọng, có trang trọng không? Không đúng không? Cái này chỉ là cuộc đối thoại của mẹ với con bình thường thôi. Thì sao? Yes, you can. Trả lời bình thường. Yes, you can. Rồi, nếu mà cái câu nó trang trọng hơn sao? Could I use your computer for a moment? Yes, you can. Yes, you may. Hoặc là yes, you could. Mình có nhiều cách trả lời mà cô nghĩ là mình nên trả lời yes, you could. Nghe nó trang trọng hơn. Nó đúng với cái ngữ cảnh của câu này hơn ha. Rồi, lưu ý là dùng be allowed to hoặc là be permitted to để diễn tả những sự việc được phép. Hoặc nếu mình thêm not thì sao? Not allowed to thì sao? Không được phép đúng không? Allowed to là cho phép, được phép. Còn nếu thêm not phủ định như thì sao? Không được phép làm. Ví dụ là we are not allowed to play games before finishing our homework. Chúng tôi không được phép chơi game trước khi hoàn thành xong bài tập. Rồi, hoặc là they are permitted to enter the house at any time. Họ được phép đi vào căn nhà đó bất cứ lúc nào. Permitted là cho, được phép ha. Allow cũng là cho phép, được phép. Rồi, tiếp là mình có diễn tả một lời khuyên, một cái advice hoặc là một cái sự bắt buộc, obligation hoặc sự cần thiết, necessity. Mình dùng should hoặc là ought to để đưa cái gì? Đưa lời khuyên. Cái này nó khá là nhiều ha, để đưa ra một lời khuyên ha. Đây. She should prepare for her trip carefully. Cô ấy nên, cái lời khuyên đó, cô ấy nên chuẩn bị cho cái chuyến đi của ấy cẩn thận hơn, kỹ càng hơn. Hay là we ought to look for a safer apartment. Chúng tôi nên tìm kiếm một cái căn hộ mà nó an toàn hơn. Rồi mình có dùng động từ should hoặc là ought to để đưa ra một ý kiến tổng quát như là general opinion, một ý kiến tổng quát. Mình có nè, people should try their best to solve environmental problem. Mọi người nên cố gắng hết sức để làm gì đây? Để ngăn chặn những cái vấn đề về môi trường. Thì sao nó rất là tổng quát, nó rất là general ha. Không có chỉ đích thân ai hết, mà chỉ đó là people thôi. Hay là student ought not to do too much homework. Thì học sinh không có nên làm quá nhiều bài tập. Student ở đây nè, có chỉ đích danh một ai không? Không đúng không? Thì nói chung chung nè, những học sinh thôi. Mình dùng should hoặc là ought to để ra một ý kiến, để đưa một ý kiến tổng quát. Rồi, mình dùng cụm động từ be supposed to để diễn tả một quy định hoặc là một mong đợi, expectation. Be supposed to nha các bạn. Một việc gì đó sẽ được thực hiện hoặc sẽ được diễn ra. Mình có nè, I'm supposed to attend the meeting. Thì sao? Tôi lẽ ra phải được tham dự cái buổi gặp mặt đó. Lẽ ra nên diễn ra đúng không? Hoặc là the meeting is supposed to start tomorrow. Hoặc là cái cuộc gặp gỡ đó nó lẽ ra được nó được bắt đầu vào ngày mai. Nó đã được lên lịch sẵn rồi. Thì ra nó là một diễn tả một cái sự mong đợi hoặc là một cái quy định.
hoặc là một cái việc gì đó đó đã được sắp đặt sẵn rồi và nó lẽ ra nên xảy ra ha, supposed to be đó, là be supposed to đó. Rồi tiếp mình dùng động từ had better để đưa ra một lời cảnh báo, một cái warning ha, về một sự việc hoặc hành động có thể mang lại hậu quả. Rồi ví dụ nè, you better study for the test if you don't want to fail. Cảnh báo gì đây? Bạn nên học cho cái bài kiểm tra, nếu không học thì bạn bạn sẽ rớt, bạn sẽ bị trượt ha. Một lời cảnh báo là you better go to work on time. Bạn nên đi làm đúng giờ đó, khuyên nhủ, cảnh báo. Nếu mà bạn không đi làm đúng giờ sao có thể mang lại một cái hậu quả gì đó. Rồi thể khẳng định của had better là had better not. You had better not call him, he may get angry with you. Bạn không nên gọi anh ấy có thể sẽ nổi nóng với bạn, nổi giận với bạn. Thì là phủ định của had better thì thêm not nữa thôi. Had better thêm not gọi là had better not nè. Rồi mình dùng động từ must nè, have to nè, have got to để diễn tả một sự bắt buộc, obligation. Tí, cái này nó hơi dài, nếu mà đứa làm tập nó sẽ quen ha. Rồi mình có là you have to stop when the red light is on. Bạn phải dừng lại khi mà tới đèn đỏ. Một sự bắt buộc nha. Obligation, bắt buộc là bạn phải dừng đèn đỏ. Rồi, motorists must be obey all traffic lights in the city. Những cái người chạy mô tô nên tuân thủ những cái đèn giao thông trong thành phố. Rồi. They go I to leave soon. Từ từ. They have go. I'm gonna leave soon. Họ phải đi. Tôi phải đi. Bây giờ họ phải đi rồi. Tại vì tôi sẽ rời đi sớm. Thì sao? Họ phải đi đúng không? Have to go. Đây thiếu chữ to nè. Rồi. Dùng cụm từ be to để diễn tả một mệnh lệnh, một cái command để cần phải thực hiện. I am to be at the airport by 4 p.m. tomorrow. My boss has told me to be there. Thì sao? Tôi phải ở cái sân bay đó vào lúc 4 giờ chiều ngày mai. Sếp tôi đã bảo tôi là tôi phải ở đó. Thì sao? Một cái lời mệnh lệnh được nói ra vai bởi ai? Bởi sếp. Sếp đã nói là tôi phải ở đó thì sao? Tôi phải thực hiện cái mệnh lệnh đó của sếp. Nè, I was to call him last night. That was what I was told to do. Thì sao? Tôi phải gọi anh ấy vào tối qua. Thì cái sự việc mà tôi gọi anh ấy vào tối qua thì nó bị sao? Nó bị bắt buộc đúng không? Nó bị bắt buộc với cái gì đó. Tôi phải gọi anh ấy bởi ai đó nói tôi là tôi phải gọi anh ấy. Ví dụ để là nhắn là phải gọi nó, ok ta sẽ gọi nó vào ngày tôi ta sẽ phải ta sẽ phải gọi nó vào ngày mai. Mình có thể dùng cái động từ như là need nè, needn nè, not nè, need to nè, not have to hoặc là haven't got to để diễn tả một cái điều không bắt buộc hoặc là không cần thiết. Cái này là đây nè, they don't have to đúng không? Haven't got to nè, needn't nè, wear uniform to mà tí cô sổ là bớt cái file nha mấy đứa, bớt cái mấy cái file này nó type hơi bị lỗi xíu. Rồi thì sao? Họ không bắt buộc, không cần thiết phải mặc đồng phục đến trường, phải thôi. Một diễn tả một sự ngăn cấm hay sao? Dùng must. Must. Must là để nói gì đây? Dùng must là để kiểu bắt buộc đúng không? Bạn phải làm gì đó. Nhưng mà khi mà thêm not vào đây, must not, mustn't để làm gì ta? Sự ngăn cấm. They mustn't bring pets into Thai restaurant. Họ không được mang thú nuôi vào trong cái nhà hàng Thái. You mustn't blow your car horn in front of the hospital. Bạn không nên bóp còi xe trước cửa bệnh viện. Không được nha, cấm đoán. Chú ý là must not dùng diễn tả một điều cấm đoán, trong khi not
have to dùng để diễn tả một điều không bắt buộc hoặc không cần thiết. Mấy đứa phải phân biệt giữa giữa cấm đoán và không bắt buộc ha. Thì cấm là bạn không thể làm được luôn, còn nếu không bắt buộc thì sao? Bạn có thể làm hoặc không 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 cần phải làm. Ý là làm hay không cũng được. Còn nếu must not thì sao? Bạn không được làm luôn, không được phép làm. Like, you mustn't bring your cell phone into the classroom. Bạn không thể, không được phép mang điện thoại vào trong phòng học. Còn you don't have to bring your cell phone with you anytime. Bạn không cần thiết phải lúc nào cũng mang điện thoại theo bên mình. Rồi mình có diễn tả một kết luận ở hiện tại nha. Logical assumption. Mình có dùng động từ must là may theo kệ thì sao, nó mang những cái nó đi theo nó đi kèm những câu khẳng định ha. Must và may là khẳng định, là can nè, cannot nè, couldn't nè, might not nè, để phủ định đúng không, diễn tả một kết luận có cơ sở về một sự việc ở hiện tại. Mình có nè, nhớ nha, bây giờ mới xét xét cái sự việc đó có sao đâu, nó có cơ sở không. You have worked all night these days. You must be very tired. Bạn đã làm việc xuyên suốt, không nghỉ cả tối những ngày này. All night these days, bạn đã làm việc suốt cả những buổi tối những ngày này. Bạn chắc phải rất là mệt mỏi hả? Thì sao? Thì cái sự việc mà làm việc nhiều buổi tối như vậy á, nó xảy ra một cái kết luận, dẫn đến một kết luận là sao? Bạn rất là mệt. Tại vì nó có cơ sở của cái này á, là bạn làm việc rất là nhiều nên là kết luận là bạn rất là mệt. Nó phải có hai cái nó liên kết với nhau ha, là một cái logic theo một cách rất là logic. Rồi mình có look at him, nhìn anh ấy, he looks very young, he cannot be over 40 years old. Nhìn anh ấy kìa, anh ấy rất là trẻ, anh ấy không thể trên 40 tuổi được. Thì sao, cái cơ sở của mình là gì đây? Cơ sở là nó nhìn rất là trẻ, thì kết luận của mình là anh ấy không thể nào trên 40 tuổi được, nó có logic ha. Tiếp nè, Tom couldn't be at the library now, I just saw him 5 minutes ago. Tom không thể ở thư viện ngay bây giờ được, tại vì tôi vừa nhìn thấy anh ấy 5 phút trước. Rồi mình có một cái cơ sở gì đây, cơ sở là tôi vừa nhìn thấy anh ấy 5 phút trước thì sao, kết luận thì anh ấy không thể ở thư viện ngay lúc này. Rồi tiếp nè, mình có diễn tả một điều ưa thích. Rồi dùng cùng động từ would like, ưa thích nha, hoặc là would prefer, là would rather. Chắc mấy đứa nghe cụm này rồi ha, would like nè, would prefer nè, would rather, diễn tả một cái điều ưa thích hoặc là mong muốn. Ví dụ là I would prefer to watch Vietnam Idol. Thì sao? Tôi rất là thích coi Vietnam Idol. Hoặc là I would like to go camping today. Hôm nay tôi muốn đi cắm trại hôm nay. Là I would rather not at home. Hôm nay tôi không muốn ở nhà. Vậy thôi. Có thể khẳng định nè. Thì sao mình có would like, would rather cộng với lại verb be infinity cộng với to infinity. À không, cộng với to infinity, to verb be infinity. Would like này, ví dụ là có would like to go đúng không? Would like to go. Would like nè, cộng với gì? Would like hoặc would prefer cộng gì? To. Cộng với verb nguyên mẫu ha. Rồi mình có would rather cộng với gì? Cộng với verb nguyên mẫu. Ở đây mình không có ví dụ cụ thể. Hoặc là nếu ví dụ cụ thể sao, I would rather go with you. Tôi sẽ rất là mong muốn đi với bạn. I would rather go with you. Thì sao? Sau would rather thì đi với lại verb thôi. Còn nếu mà mình có would like hoặc là would prefer thì mình phải cộng thêm to, xong mình phải cộng thêm verb nữa, được không? To verb. Rồi mình có thể phủ định thì sao? I would prefer cộng với cũng vẫn là cộng với to verb. Hoặc là would prefer not cộng với verb bear. Được không? Cộng với to verb này. Cộng với verb bear. Ok. Được không? Hiểu không? Cái này hiểu không? Nhớ nha. Rồi, mình không dùng would like ở thể phủ định. Đọc mấy cái nốt này nha. Không dùng would like thể phủ định. Dùng not want để thay thế. Nè, mình có she would rather not stay here. Not stay here, cô ấy sẽ không muốn ở đây. Hoặc là they would prefer
not to watch that movie. Họ sẽ không có thích coi cái bộ phim đó, họ sẽ không muốn coi bộ phim đó. Hoặc là they don't want to eat in this restaurant. Họ sẽ không muốn ăn ở cái nhà hàng này. Đặc biệt là khi mình would like thì like sẽ không có like not. Mình sẽ không phủ định được cái would like này ha. Mình chỉ phủ định cái gì? Mình chỉ thử phủ định được cái rather, would rather hoặc là would prefer thôi. Mình sẽ không phủ định được would like. Và nếu phủ định would like, các bạn phải thay thế bằng not want, không muốn chứ không phải là không thích, được không? Tiếp là mình có diễn tả một sự việc đang diễn biến ở hiện tại. Diễn mình có là modal verb cộng với lại động từ to be cộng với verb in nè. Động từ tình thái có thể kết hợp với hiện tại phân từ verb in để diễn tả các sự việc đang diễn biến ở hiện tại, diễn tiến ở hiện tại. Rồi một cái diễn tả một kết luận ở hiện tại, present deduction thì sao? Để diễn tả một kết luận về sự việc đang diễn tiến ở hiện tại, ta dùng must, may, could, might, couldn't, cannot cộng với lại gì đây? Động từ to be và verb in. Ví dụ là Tom is in the library now. Tom ở trong thư viện ngay bây giờ. He must be studying for his test tomorrow. Anh ấy có thể đang học cho cái bài kiểm tra của anh ấy vào ngày mai, đúng không? Thì sao? Một cái sự việc nó đang diễn biến ở hiện tại thì nó sử dụng modal verb cộng với lại cái y chang hiện tại tiếp diễn thôi mấy đứa. Nó chỉ khác là mình thêm cái modal verb thêm vô thôi. Ok không? Tiếp nào. Jane can be working now. Quấy, Jane không thể làm việc bây giờ được. I just saw her at the coffee shop. Tôi vừa nhìn thấy cô ấy tại quán cà phê mà. Làm sao mà làm việc được hả? They couldn't be going on vacation. They are healing an important project. Họ không thể nào đi nghỉ lễ được. Tại vì họ đang bận làm việc. Họ đang bận làm một cái dự án mà, đúng không? Rồi. Mình muốn diễn tả một cái khả năng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, mình dùng cái gì đây? Mình có may nè, might, could nè. Nhớ nha, có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. May, might, could. Chắc chắn không? Có thể thôi đúng không? Chưa chắc chắn đúng không? Thì sao? Nhưng mà nó ở xảy ra ở đâu? Ở hiện tại hoặc là tương lai thì sao? Cộng với tổng to be và cộng verb in. Don't call me tonight. I could be going to the movies with my family. Đừng gọi tôi vào ngày mai. Tôi có thể sẽ đang đi xem phim với gia đình của tôi. Thì sao cái hành? Cái việc mà có phải là tonight thì nó xảy ra tối nay không? Nó là tương lai gần đúng không? Nó chưa xảy ra đúng không? Mà nó cũng là trong cái cũng trong cái ngày đó ấy. Nhưng mà sao nó có thể? Tôi có thể đúng không? Sẽ đi xem phim với gia đình của tôi. Thì mình dùng gì đây? Could. Ở đây mình thay thế bằng might được không? Được. I might be going with the, to the movies. Hoặc là I may be going to the movies. Cũng được. Tại vì sao? Nó đều diễn tả một cái sự việc nó sẽ có thể hoặc là không có thể xảy ra trong tương lai hoặc hiện tại. Tiếp nè. Khi mà nói đến sự việc trong tương lai hiện tại thì mình sẽ có sự việc trong quá khứ. Đúng không? Thì sao quá khứ mình dùng cái gì? Mình có modal verb nè. Cộng với have. Cộng với past participle. Participle là verb 3 mấy bạn. Quá khứ. Rồi, diễn tả một cái lời khuyên thì sao? Mình có should, ought to cộng với have cộng với past participle. Nó mang nghĩa là đáng lẽ ra. Đáng lẽ ra nên làm gì đó. Diễn tả lời khuyên về một điều đáng lẽ ra nên làm trong quá khứ nhưng không được thực hiện. Hoặc là mình có shouldn't have nè cộng với ought to, ought not to have cộng với past participle. Mang nghĩa là lẽ ra không. Thì sao? Diễn tả một lời khuyên về một điều đáng lẽ không nên làm trong quá khứ nhưng đã làm. Cái ở trên á là sao? Diễn tả một cái sự việc mà đáng lẽ ra nên làm nhưng mà không làm được. Còn ở dưới á, nó khi mà nó not, thêm not vô thì sao? Thì nó nói một cái điều mà đáng lẽ ra không nên làm nhưng mà đã làm. Nó khác nhau ha? Nếu phân biệt thử. She should have study hard during the course last semester, but she, thì sao but she didn't? Quá lẽ ra đáng lẽ nên học chăm chỉ hơn vào cái khóa trước, học kỳ trước ha. Nhưng mà sao quấy đã không làm, but she didn't, mà không thực hiện được nè. Đó.
Hoặc là they ought to have seen the doctor earlier. Họ đáng để nên gặp bác sĩ sớm hơn. Nhưng sao? Họ không làm luôn, mới đi chỉ định nhưng không được thực hiện. Họ không gặp bác sĩ ha. Hoặc là I shouldn't have gone through the red light yesterday. Tôi lẽ ra không nên. Một cái là đáng lẽ ra, một cái là không nên, lẽ ra không nên. Tôi lén lẽ ra không nên đi vào đèn đỏ hôm qua. Nhưng mà tôi đã làm thì sao mà tôi bị vé phạt. Rồi mấy đứa hiểu cái đây không? Rồi mình có nè. Cái mức độ mà nó thì là mức độ diễn tả như cái phần trăm đây nó sẽ diễn tả như cái mức độ nó ha. Ví dụ mình có must have là sao? Mức độ 98% mà nó khá là chắc chắn. Hiểu không? Khá là chắc chắn. The grass is all wet. It must have rained very hard last night. Cái cỏ thì sao? Nó nhìn khá là... Cái cỏ thì nó đang ướt. Nó ướt hết rồi. Nó có thể chắc chắn đã mưa rất là lớn vào tối hôm qua thì sao? Nó 98% lận. Các bạn cứ tưởng tượng về cái mức độ. Must have 98% là nó gần như là 100% luôn. Nó phải. Nó là sao? Nó chắc chắn xảy ra. Hoặc là may have. Nó có thể xảy ra. John looks upset. Something bad may happen to him. John nhìn rất là buồn. Một cái điều gì đó tồi tệ có thể đã xảy ra với anh ấy. Rồi mình có could have, might have nè. Could have hoặc là might have nè. Thì sao cái mức độ nó phải dưới 50%, nghĩa là nó chỉ 50-50 thôi mới được, nó chưa có chắc chắn. Some students were late this morning. They could have got stuck in the traffic. Là một vài học sinh đó đi trễ vào sáng nay. Họ tụi nó có thể đã bị kẹt xe. Thì sao? Thì có thể kẹt xe thôi chứ lỡ vấn đề tụi nó ngủ dậy trễ thì sao? Đúng không? Mình không biết được. Vấn đề 50-50. Là might have nè. John wasn't at the party. He might have forgotten about it. John không ở bữa tiệc. Anh ấy có thể đã quên việc đấy. Lỡ nó không quên thì sao? Lỡ nó nhớ mà nó không muốn đi thì sao? Ha? Chỉ có 50% thôi. Cho nên mức độ của nó sao? Không chắc chắn lắm. À, cái cuối cùng á, là mức độ 2% thì sao? Hầu như là nó không có luôn. Nó không chắc chắn một chút nào hết. You couldn't have talked to him. Couldn't have cộng với lại past participle. You couldn't have talked to him yesterday. He was not in town. Bạn lẽ ra không nên nói chuyện. Không nên nói với Tim, nói chuyện với Tim vào ngày hôm qua. Anh ấy đâu có trong thành phố đâu. Rồi, can have hoặc là can have mang nghĩa là gì đây? Cũng không chắc chắn luôn. Mary can have been at home. She's 8 out with me. Mary không thể ở nhà được. Cô ấy đi ăn ngoài với tôi mà. Đi ăn ở ngoài với tôi mà. Mức độ chỉ có 2% thôi, rất ít ha, thì hầu như là không có, hầu như là phủ định luôn. Rồi diễn tả một điều không có thật trong quá khứ, ta dùng dùng gì đây? Mình có would nè, mình có could nè, có might have nè, mình cộng với lại past participle, nó tương đương với câu điều kiện loại 3. Rồi ví dụ nè, I would have accepted accepted this job, but I didn't want to leave my country. Thì sao? Cái điều này có thật trong quá khứ không? Tôi lẽ ra nên đồng ý nhận cái công việc này, nhưng mà tôi không có nhận, nhưng mà tôi không muốn rời khỏi cái quê hương của chúng tôi. Thì sao? Là nó có nhận không? Nó không nhận đúng không? Nó không nhận đâu. Liệu không có thật trong quá khứ mà lẽ ra tức là nó đang ngồi nó consider lại, nó suy nghĩ lại. Tôi lẽ ra nếu mà tôi nhận công việc này tôi phải rời cái quê hương đất nước của mình, nên là tôi không nhận. Hoặc là I could have become an artist, but my parents made me study medicine. Tôi đáng lẽ ra là đã trở thành một cái người họa sĩ rồi đó, nhưng mà bố mẹ tôi bắt tôi học về ngành y. Thì sao? Thì nó có học làm họa sĩ không? Thì nó có thành họa sĩ không? Không đúng không? Nó đâu có học trong quá khứ đâu. Rồi mấy đứa hiểu bài, mấy đứa hiểu bài không? Hết lý thuyết rồi đó. Nó khá là nhiều ha. Học học lý thuyết chị chán không? Chán ha. Rồi, cho cô biết là mấy đứa có hiểu bài không? Không biết là mấy đứa có hiểu không ha. Có vẻ như là nó khá là nhiều. Nhiều cái gì mấy đứa có thể về xem lại tài liệu cho cô. Đó là cái đầu tiên. Làm tới đâu mình xem tới đó lại. Rồi bây giờ mình sửa bài tập luôn ha. Được không? Tại lúc đầu cô sợ là mình không sửa được bài tập ấy, mà ok sửa được bài tập. Rồi câu số 1.
Henry Wei. When she was young, she gì đây? Ok. Rồi, when she was young, she gì đây? Swim across the river. Yên tâm đi, làm xong rồi tí nhớ ha. Was able to had better wood cũng sức. Rồi, khi ấy còn nhỏ thì sao cô ấy? Có thể bơi ra một con sông. Cái này nói với gì đây? Diễn tả một khả năng hoặc một kỹ năng đúng không? Này mình làm từ từ thôi, tại vì nó khá là nhiều. Một. Có nhớ mấy đứa, có nhớ lý thuyết không? Một kỹ năng thì sao, dùng cái gì? Nãy nãy là mình học cái đầu tiên luôn đó, dùng cái gì? Was able to đúng không? Có khả năng, quấy khả năng, có khả năng bơi qua được cái một cái con sông đó. Thì lý thuyết cái mấy đứa kéo lên trên lại, mấy đứa mở ra kể cái tờ đầu tiên, trang đầu tiên, diễn tả một khả năng hoặc kỹ năng, dùng was able to là khen học thuyết đó mấy đứa. Ok không? Ok không? Đúng anh, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Tiếp nè, câu số 2. He chấm chấm. Stop making personal call at work or he will lose his job. Nãy gì đây? Nãy không nên gọi những cuộc gọi riêng tư ở ở ở ở chỗ làm nữa. Ở công ty nữa, tại sao? Nếu không anh ấy sẽ mất công việc đấy. Anh ấy sẽ mất công việc của anh ấy. Thì sao? Cái này có phải là một cái lời cảnh báo với bạn? Không nên làm, không nên gọi những cuộc gọi riêng tư nữa. Đúng không? Đưa ra một lời cảnh báo. Thì sao? Mình dùng had better đúng không? Nãy có học rồi, had better, giật lật lên lại cái tờ giấy, had better. Không nên, một cái lời khuyên, một cái lời cảnh báo. Rồi tiếp nào mình có nè. Câu hỏi này thấy chưa? Câu hỏi là sao? Câu nghi vấn. Thường thì nó sẽ rơi vào những cái câu như là một cái lời đề nghị với các bạn, khi mà nói câu ngắn một bạn có muốn cái này không, mình có thích uống cái này không, đúng không? Tức là I clean the room before the guests arrive. Thì sao? Mình có saw nè, would, could, might nè. Câu là dịch cái gì đây? Tôi có nên dọn cái căn phòng này trước khi mà khách thứ nó tới không? Thì sao? Rồi một cái lời đề nghị giúp đỡ đúng không? Show I. Sao could được? Đưa ra một lời đề nghị giúp đỡ mà. Đề nghị. Nếu mấy đứa vừa xem bài vừa lật lại trang giấy ở trên được không? Thì cô sẽ không có chiếu lại ở trên, nó rất là nhiều. Cô không biết kiếm ở đâu, mấy đứa tự kiếm à. Trong cái tài liệu mình có hết á. Đưa ra một lời đề nghị giúp đỡ. So I clean the room before the guests arrive. Tôi có nên dọn phòng này không? Rồi tiếp mình có câu hỏi luôn. Thì sao một lời đề nghị giúp đỡ hay là một cái lời xin phép gì đó? I use your computer for a minute. Tôi có thể dùng cái máy tính của bạn trong một vài phút được không? Mình dùng gì đấy? Ba đó bé, ba là A nha. So I clean the room. Có nên dọn dẹp văn phòng không? Rồi tiếp câu số 4 nè. Câu số 4 nè. Đưa một lời xin phép thì sao? Đưa một lời xin phép. Mấy đứa dở lại cái tờ giấy ở trên đó, nó có hết á mấy đứa. Nó hơi khó nhớ xíu. Sao? Could I use the computer for a minute? Đúng rồi, Đức Tiến. Tôi có thể dùng, có thể ha. Could. Câu nghi vấn mà, một cái lời đề nghị xin phép thì đó. Tiếp câu số 5. Kịp không mấy đứa? Kịp không? Đi rất là chậm nha. Vừa làm bài. Vừa làm bài mình vừa xem lại cái lý thuyết ở trên. Để làm gì mình củng cố lại cái kiến thức của mình ha, cho mình nhớ lâu hơn. Rồi câu số 5 nè. My brother chấm chấm attend a university in the USA but he isn't sure yet.
My brother, anh trai của tôi có thể đậu một cái trường đại học ở ở Mỹ, nhưng mà anh ấy chưa chắc chắn lắm. Thì sao? Mình có diễn tả một khả năng có thể xảy ra trong tương lai. Diễn tả một khả năng nào đó có thể xảy ra trong tương lai. Dùng gì đây? Can, đúng rồi, can có thể mà, can. Rồi mới đứa theo kịp ha. I think the principle of the school chấm chấm là give students more freedom in choosing the courses they want to study. Tôi nghĩ là hiệu trưởng của cái trường này nên cho học sinh nhiều sự tự do hơn và về cái việc chọn khóa học mà họ muốn, mà bọn nó muốn học. Thì sao? Cái này phải là một cái lời khuyên không? Lời khuyên thì sao, dùng cái gì? Câu 6, đúng rồi, ought to. Một cái lời khuyên, ought to. Đúng rồi, mình phải dở cái tờ giấy ấy chứ, dở cái phần lý thuyết lên. Khi nào đưa ra lời khuyên, khi nào xảy ra trong tương lai. Nhìn vô là chỉ có mấy từ thôi mấy đứa ơi, chỉ còn có vài cái thôi. Rồi, tiếp nè. You chấm chấm ask for permission for go inside the room. Bạn phải xin phép, phải hỏi ý kiến trước khi mà bước vào căn phòng. Nói một cái phải đúng không? Khi mà nói về phải thì sao, diễn tả một cái sự bắt buộc mà. Thì sao? Bắt buộc thì sao? Dùng cái gì? Have got to. À, kịp không? Mấy đứa đèn lót không mấy đứa? Đúng rồi, nước tiếng vậy. A, một cái sự bắt buộc. Rồi, câu số 8 nè. The exhibition is free for all students. We chấm chấm pay any fee. Cái triển lãm đó nó miễn phí dành cho tất cả học sinh. Chúng tôi không cần phải trả bất kỳ một khoản phí nào hết. Rồi, không cần phải thì sao? Phải là bắt buộc, không cần phải hay sao? Phủ định của bắt buộc, phủ định của cái sự đó, sự bắt buộc đó, phủ định một sự bắt buộc thì sao? Cái nào phủ định? Cái này nó có không, cái này đâu có cần kiểu là khó trả được, không có trả được đâu, phải là kiểu chắc chắn đâu hay sao? 8D, you don't have to pay any fee. Nãy trên có dạy rồi. Khi nào dùng, khi nào mà bắt buộc á. Khi nào ví dụ là không thể đi hút thuốc ở trong phòng máy lạnh đó, đó là must. You mustn't. Còn don't have to là các bạn có thể làm được hoặc có thể không làm được cũng được. Kiểu nó không có bắt, không có mức độ nó không có như là must ha. Nó không phải là bạn không được làm cái này, không làm cái kia. Nó là ừ, nếu bạn rảnh thì bạn làm, bạn không rảnh thì thôi. Đó. Câu số 9 nè. Is that Tom over there? No, it chấm chấm be him. He's not tall at all. Phải là Tom ở bên kia không? Không. Không thể là anh ấy được. Thì sao? Anh ấy đâu có cao đâu. Nhưng ta một kết luận ở hiện tại. Dùng gì các bạn? Câu số 9. Có. Can, it can be him. Không thể phải là nấy được. Kịp ha. Rồi câu số 10 nè. They are doing very hard on their project. It chấm chấm be very important to them. Họ đang làm một cái dự án rất là quan trọng. Nên họ đang cố gắng rất nhiều trên dự án của họ. Tại vì nó có thể rất là quan trọng với họ. Mình nói về một cái kết luận ở hiện tại thì sao? Y chang cho luôn. Dùng. Must. It must be very important to them. Mấy đứa bị lót, mấy đứa bị lú rồi hả? Mấy đứa? Nhiều quá mấy đứa lú hả?
Rồi tiếp là câu số 11 nè. We chấm chấm protect the environment if we continue treating this, the earth this way. Chúng ta sẽ tiếp tục phá hủy. Chúng ta sao? Nếu mà chúng ta không bảo vệ môi trường thì sao? Thì ta sẽ không bảo vệ được môi trường nếu chúng ta cứ cứ tiếp tục đối xử với cái đất theo kiểu này. Để cô làm cho mấy đứa phủ định một cái khả năng có thể xảy ra trong tương lai. Rồi mình sẽ dùng là are unlikely to để cho những thuyết khó phủ định một cái khả năng có thể xảy ra trong tương lai, được không? Câu số 12 nè. Me chấm chấm deliver these flowers to the receptions for you. That would be nice. Recipient for you. Thì sao mình nói về một cái lời đề nghị, một cái sự giúp đỡ đúng không? Đưa ra một lời đề nghị giúp đỡ. Câu hỏi mà, câu nghi vấn mà. Rồi. Các bạn dùng gì đây? Would you like, đúng rồi. You like. Để cô xem. Cái đề này nó tới nó khá là cũng ngắn. Tiếp mà. Câu số 13 nè. You look very tired this morning. You chấm chấm up late last night. Mình nhìn rất là mệt mỏi hôm nay, bạn có thể đã gì đây? Sức rất là muộn vào tối qua. Hả? Mình nói mà tối qua thì sao? Một hành động trong quá khứ. Dùng cái gì? Hiện tại một hành động ở quá khứ. Thì có cái cấu trúc là modal verb cộng với past cộng với past participle. Rồi thì sao mình mới đưa một lời khuyên đúng không? À, một lời khuyên, bạn không nên thức quá muộn vào hôm qua, không nên. You mustn't stay up late at night. Last night. Bạn nhìn rất là mệt. Sáng nay bạn không nên thức khuya nữa. Rồi. Tiếp vào số 14 nè. Readers chấm chấm bring food and drink to libraries. Please leave them outside. Rồi. Mình có là những cái người đọc sách á, họ mang thức ăn và nước uống vào trong thư viện. Làm ơn hãy để nó ở ngoài. Cái này nói về gì đây? Một cái sự cho phép nè. Mà phủ định của cho phép gì đây? Phủ định của cho phép. Họ không được phép mang mà đúng không? Phủ định cho phép của sự cho phép là gì? Aren't allowed to. Không được phép mang vào. Được không? Ok. 14 câu A. Rồi, ok Đức Tiến ha. Câu số 15 nè. You chấm chấm disturb him. He has been very aggressive these days. Bạn không nên làm phiền anh ấy. Disturb là làm phiền ha. Anh ấy đã rất là kiểu cọc cằn vào những ngày gần đây. Nói về một cái gì đây? Đưa một lời cảnh báo đúng không? Câu gì? Had better not là dùng cho một cái câu cảnh báo. Nhớ nhất con là phủ định của had better là had better not, chứ không phải là had and better nha các bạn. Ví dụ câu B nè. Câu B nè, thầy sẽ dùng had and better. Nó khi muốn phủ định had better á, các bạn cộng với not, chứ không gọi là had not better nha, khác nhau nha. Had better not và had not better khác nhau nha các bạn. Câu số 16 nè. She chấm chấm take 5 week business trip. Nó
That's what her boss told her yesterday. Cô ấy phải sao? Phải làm, phải đi cái chuyến công tác 5 tuần. Đó là những gì mà sếp cô ấy bảo cô ấy hôm qua. Cái này bị bảo đúng không? Diễn tả một cái mệnh lệnh phải cần phải thực hiện đúng không? Rồi sao? À rồi, is to. Phải làm mà, lật lại lý thuyết lại. Câu số 16 sẽ là câu C nha, Đức Tiến. Tí nào có số 17 nè. Skiing with this weekend. Ở đây mình có một câu hỏi. Hay sao? Một cái lời mời đúng không? Diễn tả một cái lời mời. Thì mình bạn có muốn đi trượt tuyết chúng tôi vào cuối tuần này không? Lời mời. Rồi. Would you like to go skiing? Câu D ha. Được không? Số 17 câu D. Rồi tiếp là câu số 18. Look at all the tools on the floor. Chấm chấm. He chấm chấm là somewhere around here. Let's find. Let's find him. Nhìn vào những cái dụng cụ trên sàn kìa. Anh ấy có lẽ đang ở xung quanh đây thôi. Mình hãy đi tìm anh ấy nào. Rồi, diễn tả một sự việc đang diễn tiến ở hiện tại. Model verb. Cộng với gì? Cộng với be. Cộng với verb. In ha. Đó. Một kết luận ở hiện tại. Kết luận. Kết luận thì sao? Nó coi cho các bạn thời gian suy nghĩ đó. Cứ có cái kết luận nào đó. Rồi. Các bạn còn sẽ là câu đi. Câu đi 28 đi must be working. Rồi các bạn nhớ nhớ sơ sơ được ý nào chưa? Nhớ sơ sơ học được ý nào chưa? A với C đáp án giống nhau kìa cô. Ừ. Thì sao loại được hai câu hả? Cái này có thể là do lỗi đánh máy thôi. Nhưng mà đáp án thì có một ha. Ví dụ mình câu A câu C giống nhau thì mình loại được hai câu, còn mỗi câu B câu D cũng vậy thôi. Câu số 19 nè. Tom chấm chấm nè. Finish the report as soon as possible. He needed for the meeting tomorrow. Thì sao? Diễn tả một cái quy định hoặc một cái mong đợi. Anh ấy Tom lẽ ra nên hoàn thành cái bài báo cáo càng sớm càng tốt. Anh ấy cần nó cho ngày mai, cho buổi họp ngày mai. Diễn tả một cái quy định, một cái mong đợi. Rồi, cô khá là chắc là anh thấy là tuần sau Đức Tiến sẽ giành được cái giải gọi là học sinh chăm chỉ nhất ha. Comment rất là nhiều, comment rất là chăm. Tuấn Anh sao lại rụt rè rồi em? Ôi, mà Tiến mà sao vậy, các bạn mới vô rụt rè quá vậy, không comment nào cho cô thấy mỗi Đức Tiến là sao? Câu số 19 là A, supposed to, ha? Câu số 20 nè. Thi chấm chấm nè. Very hard to get such a good result. Anh ấy thì sao? Nói chắc phải học rất là chăm để mà có những để có mà có cái kết quả tốt như vậy. Được không? Khi mà nhìn ta một cái kết luận các bạn. Rồi, diễn tả một hành động quá khứ mình có cấu trúc gì đây? Có phải là model verb? Nhớ là diễn tả hành động ở trong quá khứ nha. Mình có model verb. Tôi đi nhắc lại công thức cho mấy bạn á. Cộng với gì? Have. Cộng với lại verb. Past participle. Rồi, kết luận. He must have studied. Được không?
Nếu mà diễn tả một cái hành động quá khứ, chắc chắn các bạn sẽ gọi được câu gì, câu A và câu B rồi, đúng không? Đâu dùng bất in được. Bất in là dùng cho diễn tả ở hiện tại hoặc tương lai mà. Cái này là diễn tả trong quá khứ. Thì nó đã phải học rất là chăm chỉ thì mới có được kết quả đó, đúng không? Chắc chắn có sự việc xảy ra quá khứ rồi các bạn. Rồi tiếp nào, câu số 21. Các bạn mới đang ngại cô hả? Trời ngại gì, Tuấn Anh là số 1. Ngại gì em? Who would you chấm chấm nè, a famous singer or a famous actor. Ở đây mình có hai cái vế đúng không, mình có là famous singer, ca sĩ yêu thích, hoặc là diễn viên yêu thích, thì sao, nó là cái sự lựa chọn đúng không, diễn tả một cái điều yêu thích gì đó, dùng dùng cái gì ta, hồi nãy mình học rồi, rather prefer gì đó. Rồi. Là một cái điều yêu thích. Mình có would like thì sao? Would like thì cộng to verb rồi. Nhưng mà ở đây cộng verb in thì sao? Loại, được không? Would like cộng to verb nha. Prefer to meet, đúng rồi. Rather to meet, rather meeting. Nhớ với cô nè. Khi mà có would rather. Có would rather. Thì phải cộng với gì các bạn? Verb. Verb bear ha. Bear ha. Rồi câu C. Rather to meet. Sai rồi. Phải verb bear đâu. Rather meeting. Sai rồi. Phải verb bear đâu. Loại câu C của con đi luôn. Khoan mỗi câu B. Prefer to meet. Prefer cộng với to verb ha các bạn. Đó. Prefer cộng với to verb. Đúng mỗi câu B thôi. Được không? Câu số 22. She is living. She chấm chấm here tonight. Khi mà muốn phủ định một cái điều yêu thích thì sao? Cô ấy đang rời đi. Cô ấy không muốn ở đây tối nay. Không muốn ở đây thì sao? Đọc lại cái tờ giấy, gọi là phủ định một cái điều yêu thích. Các bạn làm cái gì? Không hết á, có hết trên giấy á. Rồi. Đây câu A. Các bạn nè, phủ định của would rather sẽ là would rather not chứ, đúng không? Cái này sai tại vì sao? Nó là would wouldn't rather. Là would rather not mới đúng. Đó, rồi nó mới đúng. I wouldn't like to say sao? Do not want, đúng. Thì sao? Wouldn't like to say. Không có wouldn't like to say, nó chỉ có do not want thôi. Thì would like nó có phủ định được các bạn. Want mới đúng. Rồi tiếp, wouldn't prefer to say thì sao? Would prefer not mới đúng. Cô ghi gì mấy đứa hiểu không? Prefer not mới đúng. Nó không có wouldn't prefer, nó chỉ would prefer not thôi. Rồi, she doesn't want to stay. Con này đúng nè. Cô ấy là chủ ngữ nè. Chứ ít thì sao dùng doesn't. Vậy thôi. Câu số 23. Our math class was canceled yesterday. The teacher chấm chấm busy with something. Cái lớp học toán nó bị hoãn vào tối vào ngày hôm qua. Có lẽ là cô giáo bận bận một số chuyện. Rồi diễn tả một cái hành động ở trong quá khứ thì sao? Mình có modal verb cộng với have cộng với past participle. Rồi. Ở đây nè, diễn tả một cái khả năng có thể xảy ra. Rồi. Rồi ở trên đây nhé. Yên tâm, một khả năng có thể xảy ra thì sao?
Câu số should là could have been đúng không? Có thể mà. Could have been busy with something. Cái này nó mấy đứa phải xét về cái bảng mức độ nha mấy đứa. Bao nhiêu phần trăm đó. Rồi muốn Tom nhanh chóng watch TV nè. Then go to the party with her. Thì sao? Có so sánh hơn then khi ta một cái điều yêu thích. Đúng không? Mình có gì? Would rather, would not. Would rather, would like, would prefer. Ở đây thì sao? Would rather, đúng không? So sánh hơn, would rather. Would rather sẽ cái gì? Then. Được không? Nếu like á, thì phải cạnh với like gì? Like to. Like thì cái vế sau nó phải là to. Nhưng mà cái vế sau này á, nó là then, cho nên là mình phải dùng là rather. Tại vì rather sẽ đi với lại then, rather, then ha. Câu số 25 là you have to wait for him because he chấm chấm meeting now. Ngay bây giờ bạn phải đợi anh ấy tại vì anh ấy đang có thể có một cái cuộc họp ngay bây giờ ha. Diễn tả một cái sự việc đang diễn biến ở hiện tại, diễn tiến ở hiện tại. Câu thức mình là gì đây? Mình có modal verb. Ở hiện tại các bạn thì có be nè. Cộng lại verb in ha. Loại được câu nào đây? Câu C và câu B mình chỉ hỏi. Loại được em cũng câu B C D luôn. Cái gì đây? Câu A maybe having. Có thể đang có ha. Đúng rồi, có thấy là ha. Rồi có thể đang có một cái cuộc họp ngay bây giờ. Rồi câu số 26 nè, why don't you tell us right now what he chấm chấm. Ở đây mình có rather nè, would prefer. Nhìn cái đáp án, các bạn nhìn vào cái đáp án thì sao, nó nói về một cái điều yêu thích đúng không? Tại sao bạn không nói cho chúng tôi biết anh ấy không thích làm cái gì? Mình nên phủ định một cái điều yêu thích. Dùng cái gì các bạn? Would rather, wouldn't rather hay là would rather not to? Would like not to là không có nè, không có phủ định được would like nè. Wouldn't prefer là sai cấu trúc, sai cấu trúc nè. Là would prefer not to đúng không? Hay là câu này là wouldn't rather do, câu số câu đi nha, wouldn't rather do sai đúng không? Tại sao? Đúng thì là would rather not to. Rồi câu A, would rather not do nè, would rather not do nè, được không? Đây nè, có ghi nè. Would rather not mới đúng nè. Hay là would prefer not mới đúng nè. Nó không có phủ định ngay chỗ would, nó không có phủ định ngay modal verb. Hiểu không? Hiểu ha? Không hiểu thì coi lại nha. Athletes chấm chấm nè, be careful when using medicine or any kind of drugs. Những cái vận động viên được yêu cầu là phải rất là cẩn thận khi dùng thuốc hoặc là những cái tất cả cái loại mà liên quan đến dược ha, dược dược phẩm. Rồi thì sao mà được diễn ra một diễn tả một cái yêu cầu được đưa ra đúng không? Rồi thì sao? Are required to. Câu của đi ha, 27 đi ha. Rồi câu số 28 nè. That player only play in the second half. Thì cái on the first half chứ. On the second half chấm chấm he near the end of the game. Ở đây mình có quên sửa, các bạn sửa đi. Ở đây mình dùng first. Cái cầu thủ này chỉ chơi được nửa hiệp đầu thôi. Anh ấy không thể ghi bàn ở cái phút cuối của trận đấu được. Thì sao?
Nhưng ta mà hành động ở ở quá khứ. Phải không? Cứ phải hành động mà không nghi bàn được nó là quá khứ thì sao? Mình có modal verb, mình cộng với lại have, cộng với lại verb past participle. Rồi. Diễn tả một khả năng có thể xảy ra. Buồn ngủ gì mấy đứa. Rồi câu B couldn't have scored. Câu 29 nè. Một cái câu hỏi, một cái câu nghi vấn không? Finish the test yesterday thì sao? Chấm chấm nè. No, I didn't have enough time. Phải là bạn có làm xong cái bài test hôm qua không? Không, tôi không có đủ thời gian. Hoặc là diễn tả gì đây? Một cái khả năng đúng không? Nè mình có were nè, were you nè. Were you gì đây? Diễn tả một cái khả năng bạn đã làm xong hoàn thành xong cái bài hôm qua không? Ở đây mình có suppose nè. Lẽ ra là không được dùng. Mà cái câu hỏi này á, mình có dùng suppose không? Were you supposed to không? Không đúng không? Hoặc permit allow là liên quan về gì? Sự cho phép, mình có đặt câu hỏi với sự cho phép không? Không đúng không? Thì sao mình nói về able to, bạn có làm được không? Một kỹ năng. Right, were you able to finish the test yesterday? Câu số 30 nè. The lights in Susan's rooms are still on. She chấm chấm her assignment. Cái phòng trong đèn Susan nó vẫn còn sáng à. Cô ấy có thể đang viết cái bài luận của ấy. Diễn tả một cái sự việc nó đang xảy ra ở hiện tại luôn. Thì sao? Mình có modal verb cộng với be cộng với verb in. Đúng không? Loại được câu nào? Ở được hết luôn, chỉ cần câu đi thôi. Might be writing diễn tả một cái khả năng có thể xảy ra. Quái có thể nè, có thể đang viết nè. Rồi ok. Tiếp câu số 31. Có thể là bắt đầu các bạn hơi buồn ngủ rồi đó. 31 là she spoke in a low voice, but I chấm chấm nè. What she was saying. Cô ấy nói ở một cái tông giọng rất là trầm ha. Nhưng mà tôi có khả năng hiểu gì cô ấy nói. Một khả năng. Rồi, tôi có thể nghe thì sao? I could understand. Rồi, được không? Ý là ý B ha. Câu số 32 nè. The fire spread through the buildings very quickly, but everyone escaped. Rồi, cái lửa nó lan khắp khắp cái tòa nhà rất là nhanh, nhưng mà ai trong tòa nhà đó cũng thoát ra khỏi đó được. Diễn tả một cái khả năng có thể xảy ra ha. Rồi, bán câu gì đây? Was able to. Có khả năng xảy ra mà. Everyone was able to escape là họ đã có khả năng thoát khỏi cái đó. Câu số 33 là we didn't go out last night. We chấm chấm to the movies. We decided to stay at home. Chúng tôi không có đi xem vào tối hôm qua. Chúng tôi thì sao? Chúng tôi đã có thể đi xem phim nhưng mà chúng tôi quyết định là ở nhà. Hành động mình sẽ qua tối hôm qua đúng không? Chắc chắn là quá khứ rồi. Quá khứ mình có diễn tả một hành động ở trong quá khứ có chút gì các bạn. Mình có modal verb cộng với have cộng với verb là past participle ha. Rồi. Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ. Cái nào? Đáp án nào? Could have gone, được không?
hiện tại một khả năng có thể xảy ra. Nhưng mà họ không làm ha. Trong có thứ họ có thể làm nhưng mà họ không làm. But they didn't. Thôi kịp không? Ngoài mày nói hết trời. Rồi. Sao vậy? Chết rồi. Câu số 14 là you've been traveling all day. You giống chấm tired. Bạn đã đi đi cả ngày rồi ha. Bạn chắc ắt hẳn là bạn rất là mệt. Một hiện ra một kết luận. Rồi ok, cô biết là buồn ngủ rồi. Cô buồn ngủ mới được. Giờ sao? Quá là ngủ cô. Ok, nhưng mà sao giờ? Không lẽ giờ cô gọi em vậy à? Cô buồn ngủ mà. Có số 35 nè. 34A đúng rồi. I hear. Ngủ thiệt. Thôi cố lên, comment cho nó tỉnh ngủ nè Tuấn Anh. Comment đi em cho tỉnh ngủ em. I hear that your exams are next week, you chấm very hot right now. Tôi nghe là bài cái bài kiểm tra vào tuần sau. Bạn chắc hẳn là đang học rất là chăm ngay bây giờ hả? Cái học chăm không? Ngay bây giờ mà đến hiện tại dùng cấu trúc gì, cấu trúc gì? Mình có modal verb cộng với be cộng với verb in. Tuấn Anh tỉnh dậy đi em. Làm cho xong rồi. Làm xong rồi đi ngủ. Comment đi cho tỉnh. Hả? Chắc hẳn là must have. Must gì đây? Must be studying. Đó, chỉ có vậy thôi, Tuấn Anh. Dạ. Có số 26 nè. The phone rang but I didn't hear it. I am chấm asleep. Cái điện thoại nó chuông, chuông nó rang đúng không? Nhưng mà tôi sao? Tôi không có nghe được nó. Tôi đang đang tôi chắc hẳn là đã ngủ lúc đó ha. Có rang nè. Trong quá khứ diễn tả một hành động trong quá khứ, mình có modal verb cộng với have cộng với past participle trong quá khứ. Must have been quá rõ ràng luôn. 36 câu đi ha. Comment gì Tuấn Anh, comment trời đất ơi. Comment cho cô. Rồi. She passed me on the street without speaking. She chấm chấm me. Cô ấy bước qua đời tôi mà không nói một lời gì hết. Chắc cô ấy chắc hẳn là không có thấy tôi. Được không? Mình có past là ở quá khứ nè các bạn. Quá khứ thì sao? Y chang không có trên luôn. Có modal verb cộng với have cộng với past participle. Copy xuống nha. Đó. Mà người ta một kết luận ở hiện tại. Chào Tuấn Anh, tỉnh ngủ cho em. Can have seen. Câu đi ha, 37 câu đi ha. Trời ơi, còn xíu nữa thôi. Cố lên nè. Jack was an excellent tennis player. He chấm chấm anybody. Rồi, Jack là một cái gì đây? Một cái tay chơi tennis rất là giỏi. Anh ấy có thể thắng tất cả mọi người ha. Bất kỳ ai. Ok, hiện tại một người ta một khả năng đúng không? Anh ấy có thể mà. Dùng gì đây? Could. Có thể xảy ra. Được không? Could beat anyone. Rồi tỉnh nha, tỉnh nha Tuấn Anh. 38 là câu bi hả? Could. Nhưng mà tại sao giờ dùng could? Could sao nó có thể xảy ra đúng không? Nhưng không chắc chắn. Rồi câu hỏi là cái sự việc anh ấy có thể đánh bại tất cả mọi người. Từ từ đừng có nói, từ phút đó có thể xảy ra nhưng không chắc chắn, thì cái việc anh ấy thắng thể thắng mọi người có thể nó có chắc chắn không, là có 100% anh ấy có thể thắng không? Không đúng không? Không đúng không? Rồi khi mà mình nói về be able to đúng không,
Thì sao, nói một cái sự việc rất là chắc chắn. Ở đây mình đang xét về cái sự chắc chắn của nó, be able to. Thế như nào? Có thể xảy ra một cách chắc chắn. Put dành cho hiện tại được mà. Ủa, put dành cho quá khứ được mà. Put nó chắc chắn. Put thật lâu mới được rồi. Con không có quen với miệng phím này. Rồi, đúng khi nói một sự thật. Bạn biết đứa hiểu không nè. Rồi, khi mà mình nói về could thì sao, nó có thể xảy ra nhưng không chắc chắn. Còn khi mình nói về able á thì nó một sự việc rất là chắc chắn, và thường nói về những cái sự thật ha. Thì cái việc anh ấy có khả năng thắng một cái người, có khả năng thắng tất cả mọi người thì sao, nó có thể xảy ra nhưng mà nó không có chắc chắn lắm, tại vì lỡ tương lai anh ấy bị đánh bại người khác thì sao, đúng không? Không biết nha. Rồi, tiếp là câu số 39 nè, hiểu nước tiếng. Nói về cái khả năng thôi. Could thì nó không chắc chắn bằng. Be able thì chắc chắn hơn. Được không? Sao vậy? Sao chóng mặt vậy? It's really a good movie. You chấm and see it this in cô rất là buồn ngủ luôn. It this evening. Nó là một bộ phim rất là hay. Bạn bạn nên xem nó vào chiều hôm nay. Và sửa nhanh cô đi ngủ rồi mấy đứa. Đưa lên ra một lời khuyên. Rồi, một lời khuyên gì sao? Mình có ought to đúng không? Ought to lời khuyên. Bạn nên. Rồi, tiếp câu số 30, câu số 40. Rồi, I'm not sure where to go on my vacation. But I'm chấm to Hạ Long Bay. Tôi không có chắc chắn, tôi không chắc chắn nha. Là tôi sẽ đi đâu trong kỳ nghỉ của tôi. Nhưng mà tôi có thể sẽ đi Hạ Long Bay. À không, sẽ đi Vịnh Hạ Long. Một cái sự việc. Một sự việc có khả năng xảy ra. I may go 40. Có thể sẽ đi. Một có khả năng mà, có thể mà. Được không? Em xem lại cho cô cái tờ lý thuyết. 41 this building chấm chấm finished by the end of last year but there has been so many strike that it isn't finished yet. Rồi. Cái tòa nhà này lẽ ra nên được hoàn thành vào cuối năm ngoái, nhưng mà có rất nhiều cái sự việc xảy ra nên là nó không có hoàn thành. Thì sao? Diễn ra một cái lời khuyên trong quá khứ mà đáng lẽ ra nó nên được hoàn thành. Should have been, được không? Lẽ ra nên được. Should have been. 41 câu B. Rồi. Jenny's engagement ring is enormous. Cái nhẫn đính hôn của Jenny rất là to. It chấm chấm have cost a fortune. Fortune là sao? Cost a fortune là sao? Là nó đáng giá cả một gia đài. Nó có thể nó chắc nó ắt hẳn đánh giá cả một gia tài. Kết luận, hiện tại kết luận một kết luận logic ha các bạn, nằm ở cái phần kết luận logic á. It must have cost a fortune. Rồi câu 43, Tom painted his bedroom black, it looks dark and dreary chấm chấm là he chấm chấm a different color. Rồi diễn tả nè, chung là cái phòng này Tom sơn phòng màu đen thì sẽ nhìn rất là tối, rất là u ám. Anh ấy nên lẽ ra nên chọn một cái màu khác. Diễn tả một cái lời khuyên trong quá khứ. Should have chosen ha, đúng rồi, lén lẽ ra là nên chọn màu khác. Câu số 44, 43 là câu B đúng rồi. 44 nè, I know you didn't see me yesterday because I was in Hà Nội. Rồi mình có yesterday nè, 44 yesterday nè, diễn tả một cái sự việc trong quá khứ. Hành hành trong quá khứ mình có modal verb cộng với have cộng với verb là past participle, dùng cái gì? You giống chấm me. You can
Can have seen me. Rồi được không? 44 câu đi. Chuẩn rồi đó. Đúng rồi Tuấn Anh. Giỏi vậy mà. Học giỏi mà sao không comment gì hết một mình. Nè. Câu đó nè. Lại là modal verb nè. Modal verb. Cộng với have. Tại sao? Vì cái hành động nó xảy ra trong quá khứ. Cộng với verb participle. Một cái kết luận ở hiện tại ha. Tiếp câu số 44. Hay 45 chứ. 45. They just marry next week but now they have quarrels and the wedding has been cancelled. Chung là họ lén lẽ là nên cưới vào tuần sau nhưng mà họ tích mít, họ tranh cãi với nhau và cái đám cưới nó bị hoãn lại ha. Rồi, sửa của cái đáp án này will get chứ không phải là will have ha, will get married. Sai con từ không sao đâu mấy đứa, nó vẫn giữ nghĩa đó. Rồi, will have been thì next week mà chưa xảy ra mà. Nó sẽ qua mà sao dùng 445C được. Trong tương lai đúng không? Will get thôi. Will get thôi. Will cộng với verb nguyên mẫu người ta muốn sự việc trong tương lai. Được không? Will cộng với verb nguyên mẫu. Tương lai mà đã xảy ra đâu mà will happen. Câu số 46, why are you so late? You chấm chấm here 2 hours ago. Tại sao bạn đi trễ dữ vậy? Bạn lén, bạn là đáng lẽ ra nên ở đây 2 tiếng trước. Diễn tả một cái lời khuyên trong quá khứ, một cái thứ đáng lẽ ra nên có thì sao? Should have been. Nãy giờ mình dùng should have been cho những cái gì, những cái thứ đáng lẽ ra nên có mà nó không có. Rồi. 46 câu C. Rồi, Đức Tiến nhớ bài nè, Tuấn Anh quên bài nè. Câu số 47 nè, I found this baby bird at the foot of a tree. Tôi tìm thấy con chim non này ở cái chân cây, cái phần rễ của cây đó, chân cây đó, it chấm chấm from a nest. Nó chắc hẳn là phải rơi từ trên cây, nó chắc hẳn phải rơi từ cái tổ nó xuống. Rồi, I found nè, tôi tìm thấy nè, đã tìm thấy, xảy ra trong quá khứ đúng không các bạn? Mình có modal verb cộng với have cộng với verb past participle thì là gì đây? Must have fallen. Một cái kết luận là dùng must ha, một kết luận ở hiện tại. Tại sao nó có cái luận là có cái việc mà cái sự việc một con chim chim con nó rơi xuống thành cây nè, một cái dẫn chứng không thì mình sẽ kết luận được. Rồi số 48 nè, it's a pity you didn't ask because I chấm chấm you. Rất là không có hay tại vì bạn không có hỏi cái việc bạn không hỏi nó không có hay tại vì tôi đã có khả năng có thể giúp bạn ở đây nè, you didn't ask thì mình có didn't nè, thay qua cho quá khứ đúng không các bạn, thay qua quá khứ đúng không thì sao, hành động quá khứ mình có cấu trúc gì đây, mình có modal verb cộng với have cộng với verb past participle. Tôi đã có thể giúp bạn một sự việc, diễn tả một cái hành động có thể xảy ra đúng không? Dùng could mà theo công thức là gì đây? Could cộng với have cộng với verb participle câu câu be. Câu be ha. Quá khứ mà, quá khứ nhớ là quá khứ, didn't ask the quá khứ. Modal verb cộng với have cộng với verb participle. Rồi, câu số 49. The instructions were in French. And I translate them into English for him. Cái lời, những cái hướng dẫn này, những cái chỉ dẫn này được viết ở tiếng Pháp và tôi phải thông dịch. Tôi phải dịch lại cho anh ấy bằng tiếng Anh. You chấm chấm them, he know French. Mày không cần phải dịch lại cho anh ấy đâu, anh ấy biết tiếng Pháp mà. Rồi, mình có were nè. Cái việc, sự việc này trong quá khứ đúng không? Y chang cho luôn, quá khứ thì sao? Mình có modal verb. Quá khứ nè, mình có modal verb. Cộng với gì? Cộng với have. Cộng với verb participle. Đó, y chang luôn câu 49 nó cũng là sự việc trong quá khứ. Dùng câu needn't. Câu B. Needn't have translate là bạn không cần nè. Không cần thiết.
Không cần phải translate, không cần phải thông dịch lại cho anh ấy, không cần thiết, needn't. Được không? Câu số 50 nè. I cannot think why they didn't try to help him. Tôi không nghĩ được lý do tại sao họ không có cố gắng giúp anh ấy. Didn't try to help him, đây là quá khứ đúng không? Rồi tiếp y chang cho anh luôn. Đây chấm chấm nè. That he was drowning. Họ chắc hẳn là không có nhận ra anh ấy đang chết chết đuối hả? Thì sao mà diễn tả một khả năng có thể xảy ra mà không chắc chắn lắm. Might have realized. Rồi cô Bi. Ok chưa? Kịp không? Rồi ok. Bye bye mấy đứa. Ok, bye bye mấy đứa. Tôi buồn ngủ quá. Này bài khá dài ha. Khá dài ha, tại vì lúc đầu mình bị trục chặt cái mic á. Nên nó hơi hơi dài lê thê xíu. Rồi, ok, bye bye mấy đứa. Cảm ơn Tuấn Anh. Ngủ ngon hay Đức Tiến? Đúng rồi, Tuấn Anh. Cái gì mấy đứa? Sửa bài lại cho cô nha. Chắc là chưa sửa bài xong đâu. Rồi, cái gì bye bye. Gặp gặp mấy đứa vào hôm thứ tư. Nhớ xem bài trước cho cô nha.